được đánh giá là một trong những cơn bão nguy hiểm và tàn khốc nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia cho biết, cơn bão đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và 41 người khác mất tích. Số người chết dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, lượng mưa lớn bất thường do cơn bão gây ra đã khiến hệ thống kiểm soát lũ ở các tỉnh bị bão Trà My quét qua bị quá tải. Nhiều khu vực thậm chí ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ, tương đương với tổng lượng mưa của 1-2 tháng trước đó. Tại cuộc họp khẩn cấp của nội các, ông Marcos bày tỏ lo ngại về dự báo của cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão có nhiều khả năng quay ngược lại Philippines vào tuần sau do bị đẩy lùi bởi áp suất cao ở Biển Đông. Theo thông tin từ cơ quan chính phủ, hơn 5 triệu người dân Philippines sinh sống trên đường đi của cơn bão, trong đó có gần nửa triệu người đã sơ tán đến hơn 6.300 trung tâm cứu trợ khẩn cấp ở một số tỉnh. Do ảnh hưởng của bão Trà My, đến nay các trường học và cơ quan công quyền ở đảo Luzon vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Các dịch vụ phà liên đảo cũng bị đình chỉ, khiến hàng nghìn người mắc kẹt không thể di chuyển giữa các đảo.